Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lên đây mình chia sẻ một số cái về cuộc sống xung quanh và những cái hình thức buôn bán ở Lào, vì có một số bạn cũng hỏi mình về cái cuộc sống ở Lào và những hình thức kinh doanh hiện tại. Thì bây giờ mình sẽ kinh doanh gì và làm gì ở Lào, để cho một số người một số bạn thắc mắc thì mình sẽ chia sẻ trong cái clip đấy nhé. Và hiện tại thì mình đang đứng ở trước một cái khu trung tâm, không phải khu trung tâm mà gần một cái trung tâm chợ của tỉnh Bắc Xê, đây là chợ Đào Hương. Và phía ngoài này là một cái quán của người Việt mình, tức là qua đây làm ăn buôn bán chứ không phải là Việt kiều nhé. Người Việt mình qua đây lập nghiệp thì đây là một cái quán của cái chị người Việt. Và lúc đầu trong khoảng thời gian dịch thì cái quán của chị này bán cũng nhỏ nhỏ bình thường thôi. Nhưng mà từ sau phát triển lên dần thì giờ thành một cái quán tạp hóa, nói chung là rất là lớn nhé. Rất là lớn ở trên cái chợ Bát Xế này, nếu mà so ra thì rất là lớn. Và thì bán đủ mọi thứ, vì ở đây thì cái lượng nhu cầu thì người ta sẽ bán từ từ bán lên, và chứ không phải là mình nhập một cái về và mình sẽ bán được một loạt và lượng hàng được như này nhé. Mới đầu cái quán của chị này là một cái quán tạp hóa nhỏ nhỏ, bán một cái kiosk nhỏ trong chợ, nhưng mà sau vì cái công việc dịch dã nên là người ta sẽ chuyển ra ngoài người ta làm, và lại gặp thời và chuyển ra ngoài thì lại ok hơn nhé. Và đây là một cái quán phía trong của chị, là bán cũng đầy đủ các đồ, chủ yếu là đồ của Việt mình, vì ở đây thì người Việt nhiều nên là chủ yếu phục vụ cho người Việt mình, bán lượng khách thì chủ yếu là người Việt mình nhé. Còn người Lào thì cũng có, nói chung người Lào thì cái phần bán được thì nó sẽ có, nhưng mà ít hơn là khách người Việt. Và đây chị bán khách quen rồi thì bán được rất là nhiều và tất cả mọi thứ. Và chị này không chỉ là bán tạp hóa, và bên cạnh phía bên ngoài đây mình chuẩn bị qua đây là một cái tiệm rửa xe của chồng. Chồng sẽ làm bên cạnh này là một cái tiệm rửa xe nhé. Đất này thì là đất thuê thôi, sát cái dòng sông Mekong, ở phía trước đó là dòng sông Mekong nhé. Đó, bên này thì là một cái tiệm rửa xe của anh chồng của chị. Ở đây thì rửa xe rất là đắt khách, lượng xe thì vào đều đều, như buổi sáng nay là có 3-4 chiếc này là vắng khách rồi đấy nhé. Còn bình thường là lượng khách ở đây rất là đông, thường thường là rửa xe là phải chờ. Đó, một cái tiệm rửa xe này một ngày cũng kiếm được khá khá đấy. Một chiếc xe hiện tại bây giờ là 50 ngàn kíp thì nó cũng tầm bằng 50 ngàn tiền Việt mình thôi, chiếc xe ô tô. Còn xe máy thì tầm 15 ngàn thì bây giờ hiện tại đồng Việt kíp tiền Việt thì ngang bằng nhau. Nhưng mà được cái ở đây thì cái lượng mình tiền mình thuê nhân công thì rất rẻ nhá. Đây là một người thợ làm rửa xe cho ông chủ rửa xe đấy nhé. Người đây là người Lào. Với cái mức lương hiện tại của người Lào bây giờ thì đặc biệt là rất thấp. Mình vừa nói chuyện với người ta được thì mình hiểu được cái mức lương hiện tại của người ta là bây giờ là một lan sam tức là 1,3 triệu nhé. 1,3 triệu cho người mới vào làm việc, mới người vào học việc. Còn nếu mà làm như anh này làm lâu năm rồi thì mức lương có thể tăng lên thành 1,5 triệu. Mà hiện tại bây giờ tiền Lào nó mất giá 1,5 triệu. Đối với ngày xưa thì cao bằng 3-4 triệu tiền Việt mình, nhưng bây giờ hiện tại 1,5 triệu thì bằng 1,5 triệu tiền Việt mình. Nên là bây giờ thấy các bạn, mọi người thấy không, cái mức sống của người Lào người ta rất là khó khăn, đi làm cả ngày vậy, cả tháng vậy mà được có 1,5 triệu tiền, gọi cho 1,5 triệu đi, 1,5 triệu tiền Việt với tiền Lào rồi bằng nhau thì 1,5 triệu, thì các bạn mọi người hỏi thấy không, cái mức sống người ta rất là thấp, đúng không? Nên là buộc lòng bây giờ tiền hạ thì mình cũng phải làm theo hạ, và mình kiếm tiền thì cũng bắt buộc phải theo, nên là cái mức sống người ta như vậy rồi. Nhưng mà được cái đổi lại thì công việc ở đây là đều, nếu mà công việc ở đây làm ra thường thường việc rất là nhiều và đều. Và hiện tại như bây giờ như họ thuê lính như này thì làm này thì thực tế là cái tiền trả cho lính này đâu có cao. Và đổi lại thì cái lượng một ngày mình kiếm rửa có được 40-50 chiếc xe thì tính ra cũng dư giả để trả tiền công cho họ. Và những người ta làm nhiều rồi thì lâu rồi thì mình có thể giao toàn bộ cho người ta làm, và mình chỉ làm những việc chính, mình đi quản lý những việc chính thôi nhé. Rồi mình vừa rời xa cái chỗ khu của rửa xe đó và mình lên cái chợ này, gọi là cái chợ Uthop, chợ cháy. Chợ này thuộc tỉnh, trong tỉnh Bắc Xê. Thì cái khu vực chợ này thì chủ yếu là có một cái gian hàng bên kia người ta bán đồ ăn uống trong đó. Và cái phía sau mình đang đứng đây, cái mình vừa quay đó là phía trong đó là một cái khu trung tâm thương mại. Lúc trước dịch Covid thì cũng rất là ok, nhưng mà sau dịch rồi thì tình trạng buôn bán nó cũng giảm hẳn nhé. Và đây mình sẽ đi qua đây mình mua cái bánh bao. Hai cái, nhiêu tiền vậy anh? Hai cái 6 ngàn. Dạ.
Ừ, bổ ngang Quý ơi. Dạ. Dạ, chào cậu ơi. Ở tỉnh Bát Xế này thì thực tế cái người Việt Kiều mình rất là nhiều, có một cái khu, tức là có một cái mấy cái thôn đó là trong cái xóm đó là gọi là cái đây người ta gọi là xóm, rất là, chủ yếu là Việt Kiều nhé. Trong một những cái xóm đó là ở toàn bộ là Việt Kiều, còn người Lào thì rất là ít, nó nguyên cái xóm luôn, gọi là cái xóm người ta giống như người ta ở đây từ cái thời ông thời bà thời cụ là người ta đã ở đây rồi, nên là rất là nhiều người Việt. Và đây mình qua đây mình mua mấy quả dưa hấu nhé. Là mua hai quả dưa, một quả là 30.000 mà trả giá tôi nặng men mà tôi nặng xem chỗ khơi khai rồi chắc tôi xem men bỏ có đút thì đây nắp ngân nữa không được bỏ cây đó. Rồi mua được hai quả dưa 60.000 hai quả dưa nhé. Đây thì cũng đơn giản thôi mọi người ạ, tất cả mọi thứ đều đơn giản hết. Rồi giờ vào đây mình sẽ lấy ít hàng cho khách ở trong này nhé, khách dẫn ít hàng về Việt. Chợ này thì là cái trung tâm chợ, chủ yếu toàn bán những đồ trang điểm với những đồ mỹ phẩm và quần áo. Ngày xưa thì chủ yếu là phục vụ cái khách, lượng khách du lịch người nước ngoài qua đây rất là nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái lượng khách du lịch nó giảm rồi, nên là ở cái chợ này bán cái lượng khách cũng giảm theo rất là nhiều nhá. Bây giờ chỉ còn một tầng, ngày xưa thì người ta sẽ bán hai tầng và tầng phía trên. Nên mình sẽ lướt qua và mình tiếp tục, mình tí mình sẽ đi xuống cái chợ Đào Hương nhá. Và bây giờ mình sẽ rời chợ U Thóp và để đi xuống chợ Đào Hương để tìm một số đồ cho khách nữa. Mình ngày nay mình sẽ tìm lưới bắt chim để gửi về cho khách nhé, hàng của Thái. Thì bây giờ mình đi từ đây xuống dưới đó thì có khoảng gần 2 cây, nằm có khoảng gần 2 cây. Thì các bạn thấy không, trên cung đường Lào thì hiện tại đây là một cái trung tâm của tỉnh Bát Xế. Đó, đây là cái chợ góc bên phải mình ngay ngay tư này, là một cái chợ là một cái bệnh viện nhé. Bệnh viện tỉnh của Bát Xế nhé, cái góc mình vừa đi qua cái ngã tư đó, đấy là một cái bệnh viện tỉnh lớn nhất của Bát Xế đấy. Và bây giờ thì mình sẽ đi dọc xuống cung đường này thì người Lào với người Việt mình thì nếu mà sống ở đây thì người ta sẽ có một cái lối sống là đơn giản nhé mọi người, rất là đơn giản. Xe ô tô ở đây thì rất là nhiều, người thì nhiều, người thì nhìn thì rất là bình thường nhưng mà thực tế người ta tiền rất nhiều, người ta sống không phô trương nhé mọi người đấy. Ở đây như mình thấy xe Lancuse với xe Parado thì người ta chạy ngập đường luôn, mình cũng không hiểu chiếc xe vài tỷ mà người ta chạy giống như chạy chơi vậy, nhưng mà có lẽ là người ta giàu ngầm hay sao thì mình không biết. Nhưng mà về Việt mình thực tế mình thấy những chiếc Lancuse, những chiếc Parado thì lâu lâu mới gặp một chiếc. Nhưng ở đây nếu mà mình đi dạo một vòng thì trên tỉnh này thì mình gặp có khoảng mười mấy chiếc. Đấy là những cái chiếc mình gặp ở dọc đường. Đấy, nên là mọi người thấy như đầu video mình trong cái lúc mình rửa xe đó, video quay rửa xe đấy cũng một chiếc Parado đang đứng rửa xe. Nhưng mà Parado ở đây thì chạy hầu như là gọi là giống phổ thông, gần như bên Việt mình chạy Fortuner nhé. Nên là người Lào mình không hiểu, một số người ta cũng rất là giàu. Và người ta giàu là gọi là giàu ngầm, kiểu người ta sống kiểu tiết kiệm, sống tiết kiệm nên là người ta để dư được cũng nhiều. Còn những người dư thôn quê thì người ta sống cái kiểu người ta gọi là sống đến đâu hay đến đấy, thì cái sống kiểu khác, gọi là làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu vậy, không cần bon chen, không cần đấy, thì người ta sống cái kiểu đơn giản. Nhưng mà ô tô ở Lào thì thấy là nó đơn giản, cái kiểu mà nó giống như mà là một cái phương tiện để đi lại thôi mọi người nhé. Nó không quan trọng hóa vấn đề là ô tô hay là không ô tô. Đấy. Còn đây là cái trung tâm của tỉnh Bát Xế thì mình sẽ đi vòng để mình đi xuống chợ Đào Hương. Ở đây thì kinh doanh buôn bán thì mình thấy là người ta sẽ kinh doanh đủ mọi thứ đây. Mình đã tới chợ rồi đây nhé mọi người. Chợ này gọi là chợ Đào Hương.
chợ Đào Hương này là cái lấy cái tên của cái bà Đào Hương này, bà ấy là người Việt, người Lào gốc Việt. Bà sẽ, ngày xưa bà làm ra cái chợ này, bà đầu tư đấu thầu và làm cái chợ này, thì thế nên là người ta gọi là cái tên là gọi là chợ Đào Hương nhé. Đấy, còn đây là những cái không gian, những cái khu này thì là trước đây cạnh video mình lên là nó cái của người Việt bán, còn bên đây là những cái của người Lào bán. Người ta sẽ bán những cái bông hoa để chuẩn bị trong những ngày rằm, ngày lễ Tết, người ta làm thành những bông hoa để cúng bái đấy nhé. Người ta sẽ không thờ những cái cây bông hoa cúc hoa đồ như bên mình, mà người ta sẽ làm thành những cái cây hoa như này, và người ta thắp hương thắp khói vậy đó. Còn đây là cái món chuối nướng, món chuối nướng của Lào. Các bạn đến đây thì bạn nên thử món chuối nướng của Lào nhé, ăn cũng rất là ngon. Giờ mình sẽ đi vòng vòng qua đây để mình lấy một số hàng thủ công mỹ nghệ về cho khách của mình nhé. Mình thì đi quay video chủ yếu là mình tranh thủ thôi, nên là mọi người có gì thông cảm cho mình nhé. Và nếu mọi người cần biết thêm gì thì cứ đặt để dưới bình luận ở dưới video. Và nhớ đừng quên ủng hộ mình một like và bấm đăng ký kênh nhé. Rồi bây giờ mình sẽ... Thực tế ở trên này thì mỗi lần đi là rất là nắng. Rất là nắng và rất là nóng nhé. Vì trên tỉnh này thực ở đây nhiệt độ rất là cao, không như ở cái khu dưới mình ở. Đấy, về đây là mình đi vào cái khu này là khu thủ công mỹ nghệ để mình lấy hàng về cho khách đây. Đủ các loại đan tre, giỏ xôi, rồi cối, chày. Nói chung là đầy đủ cả. Chợ này thì bán hầu như là đầy đủ cả. Vì cái chợ này giáp cửa khẩu Thái có 50 cây nên là hàng Thái về cũng rất là nhiều. Đấy, mọi người có nhu cầu hàng hóa gì thì cứ để lại bên dưới bình luận, hoặc để số Zalo ở dưới bình luận mình sẽ liên hệ nhé. Và cần những cái hàng gì thì cứ inbox trực tiếp cho mình. Đây, và giờ mình đi qua cái gian hàng đồ tươi, tạp hóa, đồ tươi và rau củ quả thịt thà nhé. Ở đây thì các bạn nhìn thấy những cái màu đỏ đỏ này chưa? Đây là những cái cây lạp xưởng. Cái bên gian hàng này thì người ta sẽ cho, người ta cho phẩm màu nhiều nên là cái cây lạp xưởng nó quá đỏ nhé. Thực tế thì mình hay mua cho khách thì mình mua những cái hàng nó không có cho màu mè nhiều đâu, những cái hàng nó vừa ăn và nó vừa màu nữa, vì thực tế màu mè quá thì ăn nó cũng không tốt cho lắm. Và đây là một chị người Việt kiều thì mình không biết, nhưng mà bán bò khô và lạp xưởng và một số đồ cá khô. Đấy, còn đây là một chị người Lào đang làm cá thác lác, đang cắt cá để cạo cá thác lác ở chợ nhé. Ở đây thì cá thác lác này gần dòng sông Mê Công nên là rất là nhiều, và cầu đủ các loại cá to cá nhỏ. Đấy, còn đây là một cái gian hàng tạp hóa của một chị người Việt ở quê ở Huế. Và qua đây kinh doanh, hai vợ chồng qua đây kinh doanh thì thuê 2-3 cái sạp trong chợ như này và bán hàng tạp hóa, đủ các loại hàng Việt và hàng Lào, hàng Thái. Đó, thì mình cũng vừa đi tranh thủ mình quay lại một số cái clip ngắn và để chia sẻ mọi người về một số cái công việc ở bên Lào và những cái mà cuộc sống thực tế ở bên Lào cho mọi người tìm hiểu thêm. Muốn mọi người ai muốn qua Lào thì có thể có được thêm một chút thông tin để có thể là mình xác định con đường mình muốn đi làm hay muốn kinh doanh gì thì mình làm nhé. Và bây giờ mình cũng trên đường về rồi, thì thôi mình hẹn các bạn ở video sau, và nhớ bấm like, bấm một ký để ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.